Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ đến với lại dạng bài đó là quỹ tích của số phức ở mức vận điểm cao. Trước mình sẽ học với câu bài toán cho hai số phức z1 z2 thỏa mãn. Nhất là modulus của z trừ 1 bằng căn 34 và modulus của z cộng 1 cộng mi bằng modulus của z cộng m cộng 2i. Trước chúng ta sẽ phân tích bài toán như sau. Thứ nhất đó là modulus của z trừ 1 là bằng căn 34 thì quỹ tích của z này chính là z1 z2 này chính là một cái đường tròn. Đường tròn này mình vẽ bên đây. Đường tròn này sẽ có tâm đó là x bằng 1, y bằng 0 và r bằng căn 34. À, mình vẽ bên phải là một cái đường tròn như thế này ha. Rồi, thì z1 z2 sẽ chạy trên đường tròn này. Rồi mình sử dụng đến điều kiện thứ hai đó là modulus của z cộng 1 cộng với lại mi bằng modulus của z cộng m cộng 2. Rồi thì như các bạn để ý thì z sẽ có quỹ tích là phương trình của đoạn thẳng. Và ở đây mình sẽ đặt nó là z bằng x cộng với lại y. Rồi mình sẽ thế vào, tức là đây là ta có là x cộng 1 cộng với lại m cộng y nhân cho y để lấy module. Cái này là bằng z là x cộng m cộng với lại y cộng 2y. Đây, ta lấy module ha. Rồi thì ta sẽ dùng định nghĩa của module, nó sẽ chia được đó là gì? X cộng 1 tất cả bình phương cộng với lại y cộng m tất cả bình phương, nó bằng x cộng m tất cả bình phương cộng cho y cộng 2 tất cả bình phương. Rồi bây giờ mình sẽ khai triển hai vế ra thì tương đương với lại, rồi thì x bình với x bình hết đúng không? Còn đây là 2x cộng 1 cộng với lại y bình với y bình cũng hết đúng không? Đây là 2my cộng với lại m bình phương, nó bằng có tên đây sẽ là 2xm cộng với lại m bình cộng y bình là hết đúng không? Đây là 4y cộng 4. Và chúng ta thấy được cái m bình giống nhau, chúng ta rút gọn đi hai vế. Ở đây mình có 2x đúng không? Mình đặt 2x là nhân tử chung ha. Chúng ta có được đó là bằng 1 trừ đi m. Ở bên đây mình cộng với lại, mình đặt 2y là nhân tử chung. Đã được, đây là m trừ 2. Đây chính là bằng 5. Thì theo cái phương trình sau, chúng ta có được quỹ tích của z nó chính là cái đường thẳng này. Bây giờ chúng ta cần xác định xem cái đường thẳng này nó đi qua một cái điểm cố định nào. Thì tức là với mọi m thì cái đường thẳng này luôn đi qua một điểm cố định. Ta cần xem được cái điểm cố định đó là điểm nào. Rất là dễ, đó chính là chúng ta sẽ nhóm nó thành dạng đó là m nhân với một cái gì đó cộng với lại cái gì đó đó không. Rồi ta sẽ nhóm như thế nào? Và chúng ta có đây là trừ 2xm đúng không? Đây chính là có trừ 2x. Còn đằng sau thì mình có cộng 2y. Rồi, hết lượng chữ m rồi. Đến hệ số tự do đằng sau đây. Đây là mình có đây là 2x. Rồi mình có trừ 4y. Đúng không? Trừ 4y. Và mình trừ cho 5. Và nó bằng 0. Rồi, sau khi ta nhóm lại nó có dạng là am cộng b bằng 0. Thì do nó luôn đúng với mọi m. Đúng không? Do nó luôn đúng với mọi m thì ta sẽ suy được một điều, đó chính là gì? Là cái hệ số trước m phải bằng 0, tức là 2x phải bằng với lại 2y, và đồng thời hệ số tự do ở đây cũng phải bằng 0, tức là 2x trừ 4y trừ 5 bằng 0. Đã dễ dàng suy được đó là x bằng y và bằng trừ 5 phần 2. Rồi, sau khi chúng ta có được vậy thì ta sẽ suy được đó là cái đường thẳng đằng sau luôn đi qua một điểm cố định có tọa độ đó là trừ 2,5 trừ 2,5. Vẽ minh họa ha, là cái điểm đó chắc chắn, cái điểm này chắc chắn nó nằm bên trong đường tròn này rồi. Bạn có thể kiểm tra bằng cái cách để bạn thử cái điểm này vào cái phương trình của đường tròn để xem nó như thế nào với lại căn 34. Nếu như nó lớn hơn r thì nó nằm bên ngoài, còn nó bé hơn r thì nó nằm bên trong ha. Thì mình thử được rồi thì mình thấy nó nằm bên trong, thì mình gọi là tâm y đúng không? Tâm y có tọa độ đó là 1,0. Cái điểm cố định này mình gọi là điểm E đi ha. Điểm E có tọa độ đó là trừ 2,5 và trừ 2,5, thì cái đường thẳng này luôn đi qua điểm E cố định. Đây ha. Vậy thì Z1 và Z2 thì đồng thời thỏa mãn hai điều kiện này. Vậy thì chứng tỏ Z1 với Z2 chính là hai cái giao điểm của đường thẳng với đường tròn. Vậy thì có được ở đây chính là số phức Z1 và ở dưới đây là số phức Z2. Bài toán kêu đó chính là gì? Chúng ta phải có một cái điều kiện nữa là sao cho
Module của diễn 1 trừ diễn 2 là lớn nhất, tức là độ dài nối giữa hai cái số phức này, cái độ dài đoạn này là lớn nhất. Thì các bạn biết rồi, nó lớn nhất khi nào? Khi nó là đường kính của đường tròn này. Vậy thì chứng tỏ cái đoạn nối giữa diễn 1 diễn 2 là cái phương trình đường thẳng bên dưới đây, đúng không? Cái phương trình đặt đây là phương trình sao đây ha. Thì vậy chứng tỏ là phương trình sao này phải đi qua điểm Y, cái đoạn nối giữa diễn 1 diễn 2 này mới đạt giá trị lớn nhất được. À, vậy thì khi đó để cái module diễn 1 trừ diễn 2 lớn nhất thì cái đường thẳng sao này phải đi qua tâm Y. Đi qua tâm Y. Đúng không? Rồi, khi mà đường thẳng sao này đi qua tâm Y, tức là ta thay tọa độ Y vào thì nó sẽ thỏa mãn thôi. Hãy x bằng 1, y bằng 0 vào, đúng không? X bằng 1 thì chúng ta có được đây là 2 nhân cho 1 trừ m. Rồi, y bằng 0 thì nó hết lượng đằng sau, và nó bằng 5. Để suy được đó là m chính là bằng 1 trừ 5 phần 2, đúng không? Trừ 5 phần 2 nó chính là bằng trừ 3 phần 2. Đây là m ta đã tìm được. Rồi, sau khi ta giải được m bằng trừ 3 phần 2, ta sẽ thế ngược lại ta tìm phương trình của đường thẳng sao, đúng không? Chúng ta có ra thế vào đó là 2x nhân cho 1 trừ cho trừ 3 phần 2 là bằng 5 phần 2. Rồi, mình cộng với lại 2y nhân cho trừ 3 phần 2 trừ đi 2 là trừ 7 phần 2 ha. 7 phần 2. Và cái này chính là bằng 5. Để mình sẽ suy được đó là nó có phương trình đó là 22 hết 5x trừ 7y nó bằng 5. Và chúng ta cũng có được phương trình đường tròn chúng ta, đó chính là gì? X trừ 1 tất cả bình cộng với lại y bình phương là bằng 34, là bằng R bình phương. Rồi, bây giờ thì chúng ta chỉ cần tìm là chúng ta tìm tọa độ của hai cái số bức nhé, 1 nhân 2 nữa là xong, đúng không? Chúng ta sẽ giải phương trình hoành độ giao điểm. Thì các bạn chỉ cần việc là các bạn thế x theo y hay y theo x cũng đều được. Mình sẽ rút nha. Mình rút y theo x đi cho dễ ha. Là x trừ 1 tất cả bình cộng cho y thì chính là bằng cái gì? 5x trừ 5 chia cho 7 là ra y, đúng không? Y bình phương. Cái này bằng 34. Rồi bây giờ mình sẽ dùng Casio để mình giải quyết cái phương trình bậc 2 này. Trước hết là mình sẽ nhập cái phương trình này vào, x trừ 1 tất cả bình cộng cho 5x trừ 5 chia cho 7 tất cả bình phương. Và cái này bằng với lại 34. Và phương chip cho x bằng trừ 10. Mình ra điểm đầu tiên. Mình stone mà à ok ha. Rồi mình phải chắc chắn phải nhập lại cái này để mình giải tiếp rồi. Mình cộng cho 5x trừ 5 chia cho 7 cả bình, cái này bằng 34. Xin xôn mình cho x bằng 10 đi ra, mình được hai nghiệm là nghiệm dương và nghiệm âm rồi, stone b. Rồi vậy sau khi mình giải ra được hai cái x thì mình sẽ có, mình đã gắn được một cái x đúng không, là x bằng a, kết mình gắn nó bằng b. Thì với trường hợp là x bằng a thì y chính là bằng cái gì? Chính là bằng 5x là 5a trừ 5 chia cho 7, và cái y ở dưới chắc chắn nó chính là bằng 5b trừ 5 chia cho 7. Rồi vậy thì bây giờ mình chỉ việc mình tính module của nó thôi, mod 2. Ok, bây giờ mình sẽ nhập đó là shift alpha module x1 nó chính là bằng cái gì? A cộng với lại 5a 5a trừ 5 chia cho 7y là số vững nhất 1. Rồi mình cộng cho cái số vững nhất 2 đó là b cộng cho 5b trừ 5 chia cho 7y, làm phím enter thu đáp án nó là bằng 2. Thì và như sẽ đây là phương án A.